Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra kho hàng của công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn ở số 30 Phan Trúc Duyện, quận Tân Bình thì phát hiện lô hàng hơn 150.000 khẩu trang không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Được biết, số lượng khẩu trang được chứa trong gần 100 thùng cắt tông đang chờ đưa đi xuất khẩu. Toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ mua bán, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, phía công ty giao nhận cho biết không liên lạc được với chủ lô hàng khẩu trang trên. Hiện lô hàng đã được Cục Quản lý Thị trường TP.HCM niêm phong tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi dịch viêm phổi cấp do virus corona bùng phát thì khẩu trang đã trở thành một mặt hàng xa xỉ và khan hiếm. Và do đó đây là cơ hội để nhiều kẻ gom hàng, đầu cơ tích trữ và từ đó là đẩy giá khẩu trang y tế lên cao để trục lợi. Trên thực tế thì một số phóng sự điều tra của các phóng viên thời sự Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trong thời gian qua đã phát sóng những ngày vừa qua đã ghi nhận tại Bắc Ninh đã thể hiện được phần nào cái thực trạng đáng báo động như thế. Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên thì cũng tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các mặt hàng khẩu trang y tế đã ký cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng là bán hàng ổn định giá theo đúng giá trước khi mà thời điểm bùng phát dịch corona, ghi nhận của phóng viên thời sự VTC16. Đây là một trong 23 điểm bán hàng khẩu trang bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khi đến điểm bán hàng này, mỗi người sẽ được mua tối đa là 5 chiếc mỗi ngày với giá là 1.000 đồng một chiếc. Những điểm bán hàng bình ổn này được kỳ vọng sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu về mặt hàng khẩu trang y tế của người dân Bắc Ninh. Cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo đến các đội nằm trên các địa bàn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, ký cam kết, tuyên truyền, hướng dẫn đến các cơ sở sản xuất cũng như các cơ sở buôn bán kinh doanh trên tỉnh phải bán thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước đặt ra, phải liêm yết giá đầy đủ và thực hiện các quy định của nhà nước một cách rất nghiêm túc. Công ty Dược Thiên Ân tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong 5 doanh nghiệp đã ký cam kết bình ổn giá khẩu trang với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Toàn bộ máy móc và công nhân liên tục tăng ca gấp đôi công suất để đáp ứng nhu cầu về mặt hàng khẩu trang y tế. Theo cam kết của doanh nghiệp, mỗi ngày công ty này sẽ cung cấp từ 75.000 đến 100.000 chiếc khẩu trang y tế cho tỉnh Bắc Ninh, với giá bán ổn định là 25.000 đồng một hộp, gồm 50 chiếc. Vẫn cam kết cho đến khi nào mà hết dịch thì thôi. Hiện nay thì chúng tôi đang tìm thêm các cái nguồn nguyên liệu ở các nước khác nữa, thì có thể là giá sẽ cao hơn nếu mà lúc đấy thì sẽ tính, nếu mà ủy ban tỉnh hoặc là các cái cơ quan nhà nước mà hỗ trợ được thì sẽ tốt, còn nếu không thì doanh nghiệp vẫn chấp nhận thiệt thòi vậy. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp ký cam kết bình ổn giá khẩu trang với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, hiện nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp này chỉ đáp ứng cho sản xuất từ 3 đến 5 ngày nữa. Theo chủ doanh nghiệp, hiện giá nguyên liệu sản xuất không những rất khan hiếm mà còn bị đẩy giá lên cao, do vậy rất khó khăn cho các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất bình ổn. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang bình ổn giá ở Bắc Ninh. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến vụ việc gom hàng đẩy giá để trục lợi khẩu trang đang xuất hiện tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh trong những ngày vừa qua, điều tra của các phóng viên VTC16 cho thấy tình trạng này không chỉ diễn ra ở các cá nhân mà nó còn xuất hiện ở các đại lý, thậm chí là các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán về dược phẩm cũng đang tất bật để có thể kiếm lời. Vâng, và một câu hỏi lớn đã được đặt ra, đó là những cá nhân và các doanh nghiệp này đã làm như thế nào để có thể qua mặt các cơ quan chức năng và những thủ đoạn cũng như là mánh khóe nào đã được áp dụng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự điều tra của nhóm phóng viên thời sự. Chín giờ sáng ngày 5 tháng 2, tại địa phận huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trong vài khách hàng có nhu cầu mua khẩu trang, nhóm phóng viên đã dễ dàng tiếp cận những đầu mối gom hàng tại đây thông qua những ứng dụng online như Facebook, Zalo, là thủ đoạn mà các đối tượng này sử dụng để giao dịch mua bán khẩu trang. 9 đến 10 triệu một thùng là giá mà các đối tượng này đưa ra để giao dịch. Bây giờ là giá khoảng bao nhiêu hả chị? Bây giờ nếu mà tại đây ý, mà hôm nay bán ý, bán ra bây giờ nó phải 98, 99 rồi gần 10 rồi đấy. Nói chung là xác định là nó phải rơi ship sắp xỉ đến 10 rồi. Một thùng 10 triệu, 10 triệu thì nó rơi vào 200.000 một rồi. Khi được hỏi làm thế nào để đưa hàng đi mà không bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý, đối tượng này không ngần ngại chỉ cách. Về của anh có cơ quan nào biết thì
làm từ thiện, rõ ràng là anh mua cho cơ quan cơ mà, anh lo gì? Rõ ràng anh mua con cho cơ quan, chứ phải bảo anh về bán đâu. Không chỉ các cơ sở, cá nhân đang trục lợi từ khẩu trang, đường dây này còn xuất hiện ở cả các đại lý, công ty kinh doanh về dược phẩm. Một trong những đầu mối đó chính là công ty cổ phần thương mại vật tư y tế An Bình, có trụ sở tại thôn Định Mỗ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Để làm giá và cho khách hàng tin tưởng vào sự khan hiếm của mặt hàng khẩu trang, chủ của công ty này tiết lộ hàng được vận chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Bắc. Nhưng sự thật, hàng chục thậm chí hàng trăm thùng hàng khẩu trang này được tuồn từ chính các cơ sở sản xuất tại thủ phủ Gia Bình. Mỗi thùng khẩu trang tại đây được chủ doanh nghiệp này hét giá từ 5 đến 8 triệu đồng một thùng, giá cao gấp 5 đến 10 lần ngày thường. Nhưng chất lượng thì không ai dám đảm bảo. Lớp này là lớp quan trọng nhất này. Nó không thấm nước được thì nó mới lọc được cái bụi mịn 2.5 PM. Như cái này sao? Cái này toàn vải không có nhiều mạch. Đây là đây. Vải trong vải có. Nó không có tác dụng gì. Và nước nó gọi là to. Nó thì có gì đâu, cháu rồi. Sau khi tìm hiểu, nhóm phóng viên đã sắp xếp được cuộc hẹn để lấy hàng. Chủ doanh nghiệp này đã yêu cầu thực hiện giao dịch ở một địa điểm khác để tránh cơ quan chức năng nhòm ngó. Địa điểm được xác định là một quán cà phê trên địa bàn huyện Gia Bình. Tại đây, chủ doanh nghiệp này yêu cầu đặt cọc và cam kết sẽ có hàng sau vài tiếng, nhưng ở một địa điểm khác. Với cách thức tinh vi như thế này, chủ doanh nghiệp này cam kết chẳng ai có thể phát hiện và xử lý. Tại đây, không ít những con buôn đến từ các tỉnh thành như Hà Nội cũng đang chờ đợi để giao dịch từ chủ doanh nghiệp này để về bán kiếm lời. Như các anh mình lấy bây giờ, các anh bán ra bao nhiêu? Em bán rẻ thì đừng... Một thùng. Theo điều tra của nhóm phóng viên, những tụ điểm có hàng này đều nằm ngay trên địa bàn huyện Gia Bình. Điều đáng nói là có những điểm chỉ cách trụ sở của đơn vị quản lý thị trường chưa đầy 1 km. Anh người ta bung thả trôi cái thị trường nhỉ? Không phải thả trôi thị trường, mà là tất cả đều có những cán bộ nắm bắt địa bàn đi làm, nhất là công an huyện như thế, lực lượng là có đi làm cụ thể những việc này. Còn những cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì được anh tất cả anh đã có cam kết đã tuyên truyền về với việc đầu cơ không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, không có hiện tượng đấy rồi. Lực lượng quản lý thị trường phủ nhận vấn đề buông lỏng quản lý, trong khi những đường dây trục lợi thì vẫn diễn ra công khai hàng ngày với nhiều thủ đoạn tinh vi ngay bên cạnh lực lượng chức năng. Kết quả là người tiêu dùng lại phải mua khẩu trang với cái giá trên trời. Vâng, và xin được nhắc lại là trước tình trạng tăng giá khẩu trang y tế để trục lợi nhân dịch cúm corona, thì chính phủ đã đề nghị thanh tra tài chính và quản lý thị trường phải kiểm tra xử phạt thật nặng nếu cửa hàng không niêm yết giá và trục lợi tăng giá. Vậy thì các đối tượng mà phóng viên của kênh VTC16 đã điều tra hành vi trục lợi khẩu trang sẽ bị xử lý như thế nào? Tỉnh Bắc Ninh sẽ chấn chỉnh hoạt động này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập và chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo.